Vâng, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Hiếu Minh Audio. Ngày hôm nay bên em có một chuyến đi lắp đặt bên nhà anh Quyền ở Mỹ Đình. Đây là combo em vừa lắp xong lên cho anh ấy. Thì em sẽ giới thiệu sơ qua. Nhà anh ấy dùng một đôi EV Electro Void và một con súp 115S cộng nha các bạn nhé, của DB Acoustic. Và anh dùng một đôi BRV 450C. Đây là còn đây là tủ máy nha anh ấy. Anh ấy dùng một chiếc mic DB Acoustic 550 Blast này và một quản lý nguồn này. Khi các bác mua combo bộ dàn trên 30 triệu đồng, bên em sẽ tặng một chiếc quản lý nguồn P9 Pro, và anh ấy lấy một chiếc vang số S800 bản mới nhất này, S800 Plus nha các bác nhá, bản 2022, và một chiếc đẩy 4.10 bên em mới về hàng hôm qua. Em sẽ quay sơ qua cấu hình nhà anh, không gian nhà anh ấy đây. Bây giờ em sẽ vừa gắn lắp đầu lối xong, em sẽ đi vào setup cho anh ấy để chuẩn bị đồ để setup cho anh ấy.